Tiếp theo chúng ta đến với nhóm công cụ Lasso Tool. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là hai công cụ đầu. Magnetic Lasso Tool thì hiếm khi dùng tới. Nhóm công cụ này cho phép chúng ta tạo một vùng chọn tự do. Bạn nhấn phím L để chọn. Cách sử dụng thì rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhấp giữ chuột này, di chuyển trỏ chuột quanh đối tượng mà bạn muốn chọn. Bạn không bắt buộc phải đi một vòng khép kín mà hoàn toàn có thể thả chuột và phần mềm nó sẽ tự động nối điểm đầu và điểm cuối lại. Lasso Tool thì không phải là công cụ giúp bạn tạo một vùng chọn một cách chính xác, nhưng sẽ rất hiệu quả nếu đối tượng của bạn nằm ở một vị trí lắt léo. Polygonal Lasso Tool. Công cụ này cũng tương tự như Lasso Tool, nhưng mà thay vì rê chuột thì bạn click chuột tạo thành các đường thẳng bao quanh đối tượng. Ưu điểm của công cụ này ấy là nếu bạn click chuột sai vị trí thì có thể ấn phím Backspace để quay trở lại. Magnetic Lasso Tool cũng tạo vùng chọn tự do tương tự như hai công cụ chọn cùng nhóm như tôi đã giới thiệu ở trên. Đường tạo của vùng chọn Magnetic Lasso Tool thì sẽ tự động là có nam châm hút với đối tượng. Tuy nhiên là phương pháp này không mang lại tính chính xác cao nên là ít khi được sử dụng.